Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người Việt trộm cắp tại Nhật và câu hỏi về visa thực tập sinh. Ngày 11 tháng 2, BBC tiếng Việt có bài bình luận Người Việt bị bắt ở Nhật Bản vì trộm đồ Uniqlo, dấy lên câu hỏi về visa thực tập sinh. Bài báo đề cập đến vụ 4 người Việt Nam tại Nhật Bản đã bị bắt với cáo buộc dính dáng đến 67 vụ trộm cắp ở Tokyo và 7 tỉnh. Cảnh sát tỉnh Fukuoka tin rằng đường dây trộm cắp này có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang sống ở Việt Nam cầm đầu. Theo báo Asahi Shimbun, dẫn một số nguồn tin vào ngày 7 tháng 2, hiện đã có lệnh bắt giữ đối với người này và đã được chuyển đến cho chính quyền Việt Nam. Hình ảnh bài trên BBC. BBC cho biết, các nguồn tin nói với Asahi rằng bốn người này không quen biết nhau, nhưng tất cả đều có móc nối với một người phụ nữ, đưa ra hướng dẫn chi tiết về kích cỡ và màu sắc mà họ lấy trộm. Còn bốn người này được đưa sang Nhật và ăn trộm nhiều đến mức ngày nào họ cũng chất đồ đầy vali. BBC dẫn báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho rằng đường dây trộm cắp này gióng lên hồi chuông về sự gia tăng của nạn trộm cắp xuyên biên giới do sức hấp dẫn của các mặt hàng chất lượng cao ở Nhật Bản. Vụ việc này cũng làm dấy lên câu hỏi về chương trình thị thực, thực tập sinh của chính phủ, cũng như lo ngại về các khâu kiểm soát an ninh. Việc các du học sinh hoặc người xuất khẩu lao động sang Nhật Bản xách tay các sản phẩm của Nhật để bán lại trong nước không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, một số khác lại chọn con đường phi pháp là ăn cắp đồ đem về Việt Nam bán vì thu được nhiều tiền hơn. Hình ảnh thương hiệu Uniqlo của Nhật. Theo BBC, tuy Việt Nam đã có cửa hàng Uniqlo, nhưng nhiều người vẫn có tâm lý rằng hàng ở bên Nhật thì có chất lượng cao hơn hàng được sản xuất và bày bán tại Việt Nam, dù là cùng một thương hiệu. Chưa kể quần áo Uniqlo ở Việt Nam có giá khá cao, đây có thể là một trong những lý do khiến cho Uniqlo ở Nhật bị nhắm tới. Cảnh sát cho biết nhóm này đã sử dụng một loại túi đặc biệt để đựng đồ ăn cắp nhằm tránh kích hoạt chuông báo động. BBC cho hay, những năm gần đây, một số người Việt Nam bị bắt vì tội trộm trái cây, thậm chí là cả gia súc, từ các trang trại ở những vùng xa xôi của Nhật Bản rồi bán lại cho bạn bè và đồng hương. Nhiều vụ trong số này đã xảy ra trong cộng đồng người Việt Nam đến Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh nước ngoài của chính phủ. Chương trình vốn bị cáo buộc là một hình thức mở đường cho các công ty lao động giá rẻ, trong khi có rất ít chương trình giáo dục cho thực tập sinh. Bị thu hút bởi số tiền lớn hơn, một số đã bỏ vị trí thực tập sinh và hiện đang làm việc bất hợp pháp. Vẫn theo BBC, hồi tháng 1, cảnh sát ở tỉnh Gifu ở miền trung Nhật Bản đã bắt giữ một nhóm 22 công dân Việt Nam với cáo buộc trộm 191 ô tô từ 18 tỉnh. Băng nhóm này được cho là nhắm vào những chiếc xe sang và những chiếc xe bị đánh cắp có giá trị ước tính khoảng 380 triệu yên, hơn 62 tỷ đồng Việt Nam. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời ông Shinichi Ishizuka, người sáng lập tổ chức tư vấn tương lai tư pháp hình sự có trụ sở tại Tokyo nói rằng có thông tin nhiều người đi theo diện chương trình thực tập sinh của chính phủ đang gặp khó khăn. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi họ bị hấp dẫn bởi cơ hội làm việc, kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng. Nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn những loại tội phạm có tổ chức này. Ông Ishizuka nói, các công ty cũng nên nhận thức rõ hơn về vấn đề này và đưa ra nhiều biện pháp đối phó hơn. Báo Asahi đưa tin, cảnh sát đã điều tra 2.081 vụ trộm cắp có liên quan đến công dân Việt Nam và đã bắt giữ 649 người vào năm 2021. Năm 2022 có 1.927 vụ và 488 người Việt bị bắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Người Việt trộm cắp tại Nhật và câu hỏi về visa thực tập sinh. Petro Việt Nam thua kiện do năng lực quản lý yếu kém. Ngày 12 tháng 2, VOA tiếng Việt loan tin Power Machines thắng kiện Petro Việt Nam. VOA dẫn phát ngôn của tỷ phú Modashov cho biết hôm 12 tháng 2 rằng nhà sản xuất thiết bị điện của Nga Power Machines thuộc sở hữu của tỷ phú Alexei Modashov đã thắng kiện công ty dầu khí nhà nước Petro Việt Nam của Việt Nam. Theo VOA, Nhật báo RBC của Nga dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết khoản tiền thắng kiện 500 triệu USD cho Power Machines đang được thảo luận. Vụ kiện của Power Machines được nộp tại Singapore nhằm đòi lại số tiền đã đầu tư xây dựng nhà máy điện ở Việt Nam, một dự án đã bị tạm dừng vào năm 2019 sau khi Power Machines bị Mỹ trừng phạt. Hình ảnh bản tin trên VOA. Người phát ngôn cho biết, tập đoàn Nga đã thắng kiện vào tháng 11 năm 2023
Người phát ngôn cho biết thêm, Power Machines hài lòng với quyết định của tòa án. Tuy nhiên, các điều khoản của quyết định này được giữ bí mật và không bên nào có thể tiết lộ trong giai đoạn này. VOA dẫn hồ sơ tòa án Nga cho thấy Power Machines cũng đã đệ đơn kiện Petro Việt Nam và đại diện của họ tại Nga lên tòa án Moscow vào ngày 2 tháng 2. Không có chi tiết nào về vụ kiện đó được tiết lộ. Theo báo Năng lượng, dự án nhiệt điện Long Phú 1 có công suất 1.200 MW do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư và Power Machines là nhà thầu theo chỉ định. Địa điểm xây dựng nhà máy đặt ở xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Nhưng nhà thầu đã không đáp ứng được yêu cầu, kéo theo việc chậm trễ tiến độ. Bên cạnh đó, nhà thầu Power Machines bị chính phủ Mỹ cấm vận dẫn đến trì trệ dự án và Power Machines đã dừng tất cả các hoạt động kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019. Hình ảnh nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 xây dựng dở dang. Báo Năng lượng cũng cho biết hai bên đã tiến hành các cuộc đàm phán để giải quyết nhưng đàm phán bế tắc. Điều này đã dẫn đến việc Power Machines kiện Petro Việt Nam ra tòa trọng tài quốc tế. Nội dung khiếu kiện gồm Power Machines coi lệnh cấm vận của Mỹ là sự kiện bất khả kháng. Power Machines khiếu nại Petro Việt Nam không thực hiện thanh toán cho họ. Power Machines khiếu nại Petro Việt Nam không chấp thuận giá trị phát sinh kết cấu thép. Power Machines cho rằng Petro Việt Nam không có cơ sở khi rút, đảm bảo thực hiện hợp đồng của họ. Một số vấn đề đặt ra qua vụ kiện này là, thứ nhất, Power Machines chưa có kinh nghiệm về quản lý, điều hành và thực hiện một dự án điện nào, nhất là dự án lớn như nhiệt điện Long Phú 1. Điều đó khiến cho doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian chọn nhà thầu phụ, rồi nhiều lần phân chia gói thầu khiến dự án chậm trễ tiến độ. Vậy tại sao Power Machine được chọn và lại được chọn thông qua hình thức chỉ định thầu? Hình ảnh Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên giải trình về dự án trước Quốc hội. Thứ hai, theo các điều khoản trong hợp đồng có thể thấy Petro Việt Nam sẽ gặp rủi ro do thiếu quy định chi tiết phạm vi công việc và biểu giá trong điều kiện thi công kéo dài, giãn tiến độ, phát sinh chi phí. Chưa kể, ngôn ngữ diễn giải trong hợp đồng rất chung chung, chưa đúng chuẩn mực của một hợp đồng quốc tế. Vì sao một tập đoàn lớn như Petro Việt Nam lại yếu kém đến như vậy? Thứ ba, sự yếu kém của chủ đầu tư cũng thể hiện rõ qua việc thiếu cập nhật tình hình cho cơ quan chủ quản là Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước. Thêm vào đó là các quy định chồng lấn của luật xây dựng và luật đầu tư công đã khiến cho chính phủ không có những điều chỉnh phê duyệt chưa kịp thời, làm chậm trễ dự án. Có thể nói vụ kiện này bộc lộ tất cả những nhược điểm của bộ máy quản lý nhà nước và các tập đoàn nhà nước. Đồng thời, vụ kiện cũng khiến cho Petro Việt Nam mất uy tín nặng nề, ảnh hưởng đến hợp tác dầu khí tại các mỏ dầu khí ngoài khơi. Còn một vấn đề nữa không thể bỏ qua, đó là tại sao Việt Nam lại triển khai một dự án nhiệt điện lớn như vậy trong khi xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh đã có từ nhiều năm trước? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Petro Việt Nam thua kiện do năng lực quản lý yếu kém. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d